Liên minh Hợp tác xã tỉnh vừa tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh có 361 hợp tác xã, tăng gần 60 hợp tác xã so với năm 2017, thu hút gần 67.000 thành viên với tổng số vốn điều lệ là gần 248 tỷ đồng. Trong năm 2018, đã thành lập được 23 hợp tác xã hoạt động theo mô hình kiểu mới, thu hút 520 thành viên mới tham gia, tạo việc làm cho hơn 23.000 lao động, thu nhập bình quân đạt 3 triệu đồng một người trên tháng. Riêng đối với quỹ tín dụng nhân dân, thu nhập bình quân đạt 8 triệu đồng một người một tháng. Năm 2019, Liên minh Hợp tác xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức triển khai luật hợp tác xã năm 2012, tích cực khai thác các dự án, triển khai hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển, hỗ trợ vốn cho các hợp tác xã đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh mới.